vì sao lương 5 triệu vẫn đi cà phê đều đều? Dân mạng đang rần rần chia sẻ thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Miburn rằng ở Việt Nam, tầng lớp thu nhập thấp và trung lưu là nhóm đi cà phê nhiều nhất. Nhiều bạn trẻ yêu thích không gian vừa riêng tư vừa tập thể tại quán cà phê. Trong đó, nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp từ 5-10 triệu đồng một tháng và nhóm thu nhập từ 10-20 triệu đồng một tháng. Tần suất 1-3 lần một tuần và đa số là người trẻ. Vậy lý do gì khiến ngày càng nhiều người trẻ ngồi quán cà phê dù mức thu nhập còn hạn chế? Đi quán cà phê là nhu cầu cơ bản, chia sẻ mức thu nhập chỉ hơn 8 triệu đồng một tháng. Anh Quốc Hưng, 32 tuổi, Đà Nẵng, cho biết hầu như mỗi ngày anh có ít nhất một lần ngồi quán cà phê. Tôi thường uống cà phê buổi sáng để tỉnh táo làm việc. Mỗi lần gặp khách hàng, tôi cũng chọn gặp tại quán cà phê, anh Hưng nói. Với mức lương hơn 5 triệu đồng một tháng, chị Lan Anh, 26 tuổi, Quảng Nam, cho biết dù không hề uống cà phê, nhưng trung bình mỗi tuần vẫn hơn 5 lần đi các quán cà phê. Lan Anh chia sẻ, với mức thu nhập còn khiêm tốn như tôi, muốn giải trí vào thời gian rảnh thì chọn ra quán cà phê là kinh tế nhất rồi. Còn gì phù hợp hơn với tầm giá dưới 100.000 đồng cho một lần hẹn hò với người yêu? Nếu thu nhập cao hơn thì sẽ thêm nhiều lựa chọn khác. Thấy nhiều bạn bè cảm thấy nhục trước thông tin người thu nhập thấp lại là người ngồi cà phê nhiều nhất. Chị Yên Bình, 35 tuổi, Đà Nẵng, chia sẻ điều đáng bàn là mức lương thành phố không thể theo kịp giá cả phi mã để một ly cà phê cũng trở thành thứ đáng lưu tâm. Hiện mức lương khởi điểm của nhiều người trẻ vẫn từ 5 triệu đồng một tháng, trong khi giá ly cà phê đã tăng từ 10.000 đồng 10 năm trước lên 40.000 đồng thời điểm hiện tại. Chị Bình cho rằng việc người trẻ thu nhập thấp vẫn chi cho một ly cà phê mỗi ngày là quá bình thường bởi đây là nhu cầu cơ bản của con người. Nếu tiết kiệm được thì tốt, còn không cũng chẳng sao. Thay vào đó, nếu uống cà phê giúp bạn tỉnh táo, tăng hiệu quả công việc thì vẫn rất nên. Chị Bình nói, các quán cà phê có chỗ ngồi cho người làm việc là không gian nhiều bạn trẻ yêu thích. Người trẻ thích làm việc ở quán cà phê đáng chú ý trong nhiều lý do người trẻ ngồi cà phê thường xuyên. Lý do thích làm việc ở quán cà phê được đưa ra nhiều nhất. Chị Xuân Quỳnh, 28 tuổi, Đà Nẵng, cho biết hầu như ngày nào chị cũng loanh quanh các quán cà phê dành cho người làm việc. Nơi được trang bị đầy đủ ổ cắm điện, bàn ghế thiết kế phù hợp, không gian yên tĩnh, vừa tập thể nhưng vừa riêng tư. Những người hướng ngoại như tôi thì ở quán cà phê sẽ có không khí, cảm hứng nên sáng tạo cũng tăng hơn, chị Quỳnh nói. Nhiều quán cà phê có cả đồ ăn, trang bị đầy đủ cho người làm việc cắm rễ cả ngày. Chị Ái Vi, 30 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với những người không bắt buộc làm việc tại văn phòng thì không gian các quán cà phê là tuyệt vời nhất. Không gian tự do, chỗ ngồi linh hoạt, giờ giấc tự kiểm soát. Tôi thấy mình làm việc hiệu quả hơn và lúc tôi lướt Facebook hay xem video cũng không có ai dòm ngó. Xăm soi, chị Vi nói. Chị Huệ Mẫn, 29 tuổi, Hà Nội, cho biết môi trường động ở quán cà phê giúp tăng hứng thú làm việc hơn không gian yên tĩnh ở văn phòng. Nhìn xung quanh ai cũng làm việc, nên mình cũng không thể lười và đặc biệt có thể đổi quán liên tục để đỡ nhàm chán. Xét bài toán kinh tế ở nhà vừa tốn tiền điện, điều hòa, lại không kiểm soát việc mở tủ lạnh ăn uống liên tục cũng dễ tăng cân.